Cát Tường xin chào cả nhà. Mọi người ơi, ngày hôm nay Tường có một cuộc hẹn hò rất đặc biệt với một người đàn ông mà đã lâu lắm rồi Tường không có được gặp. Và không gian Tường chọn để hẹn hò ngày hôm nay là một cái không gian rất là thoáng mát của nhà hàng Lớp 68. Ở đây có rất nhiều món ăn ngon nha. Hải sản tươi sống cũng có nè, ăn theo phong cách của Nhật Bản cũng có nè. Bây giờ mình vô mình chọn cái menu trước đi. Một lát trò chuyện xong mình sẽ cùng với anh ấy nhâm nhi. Xin mời quý vị cùng theo gót Cát Tường bước vào bên trong. Cát Tường xin chào đón quý vị. Và một thời gian rất dài chúng ta đã tạm xa lắm nhau, tạm xa vắng nhau, tạm rời xa nhau. Và bây giờ quay trở lại với chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường. Đây là một phiên bản rất đặc biệt, phiên bản của những người hẹn hò nổi tiếng. Và người đầu tiên, một người đàn ông rất nổi tiếng trong lòng của Cát Tường hiện nay, đó là nghệ sĩ Minh Nhí. Xin một tràng pháo tay. Và với sự quay trở lại lần này sẽ có nhiều thay đổi để giúp cho chương trình nó sẽ gây cấn hơn, có những thử thách cam go dành cho khách mời, có những hình phạt thật sự ghê gớm dành cho khách mời. Còn ngoài ra khách mời cũng được tự do ước mơ và thực hiện được những ước mơ của mình ngay trong chương trình. Và mặt anh Minh Nhí rất là hốt hoảng thưa quý vị. Trước tiên Minh Nhí xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường. Hai anh em thật sự là hơn 2 năm mới hôm nay mới ngồi gặp trực tiếp với nhau. Cái chương trình của em đầu tiên á, thì khách mời đến đây họ sẽ được viết 3 mơ ước của họ vào trong này. Và em sẽ biến những ước mơ đó thành sự thật. Wow. Ôi trời đất ơi. Giỡn thôi. Trời chết cha đừng nghe, cái tự nhiên cái muốn tỉnh luôn á mọi người. Em nói lộn nó lại. Thì em sẽ làm bà bụt. Và trong vòng 10 giây anh phải viết ra 3 cái tính từ gì đó mà ước mơ của anh. Rồi chúng ta sẽ tính đổi từ hả? 3 tính từ động từ, danh từ gì cũng được, ngắn gọn thôi, xúc tích thôi. Ê hả? Dạ. 10 giây bắt đầu. 10. Thích ra cho một bài khác được không? Trời ơi, viết mà có ước mơ mà có viết sai nữa. Hoài vậy trời, viết đi viết à. 3, 2, 1. Rồi bỏ vô đây. Niêm phong lợi. Cuối chương trình chúng ta mới nói tới cái này. Biết sao không? Tại vì đang nghe Cát Tường nói là Cát Tường sẽ là bà bụt thực hiện được ước mơ của Minh Nhí. Làm như thế chết cha rồi, trời ơi vậy sướng quá vậy. Tại vì đang mơ ước có một cái biệt thự đồ đẹp đẹp. Biệt thự được khoảng mấy chục tỷ rồi. Biết đâu tự nhiên cái em gái Cát Tường bữa nay khi ước mơ chỉ là mơ ước. Phần mơ ước rồi quý vị, chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Bây giờ là thử thách dành cho anh Minh Nhí. Và 2 phút sẽ trở về dòng sông tuổi thơ. Chúng ta sẽ có những trò chơi lắp ráp hình ảnh. Trên tay em là 6 bức hình. Trong vòng 2 phút anh Minh Nhí hãy ghép những bức hình này lên trên tấm bảng kia và để cho nó ra được một bức tranh hoàn mỹ. Đây là cái gì đó rất thân quen và thân thuộc với anh. Xin mời anh. 2 phút bắt đầu. Ôi trời ơi, mới dở ra cái nhìn thấy nè trời. Anh phải lột cái băng keo ở đằng sau rồi anh mới gió, anh trời mới dán lên được. Tôi tưởng trò chuyện hả? Vậy chơi được. Có gì đó sai sai. Có gì đó. Hay hay quá thầy. Đó rồi nè, đó. Nó cũng dính vô rồi. Hay quá. 30 giây còn lại. Trời ơi. 30 giây còn lại, tôi về chỗ tôi coi coi ra được gì. Wow. Wow. 1 phút 50 giây. Thanh ô hoài vậy? Dạ không phải, tại vì cái hình này lên đầu tiên là anh biết cái gì rồi phải không? Anh nhìn thấy quá quen rồi. Là cái logo của sân khấu kịch của Minh Nhí. Và tại sao anh ô là không nghĩ là em gái Cát Tường nghĩ đến cái logo của công ty anh. Có nghĩa là em cũng luôn luôn nghĩ đến anh. Cho nên là cảm thấy hơi bồi hồi chút, hơi xúc động. Thì tại sao mà em chọn cái logo là cái hình ảnh là cái logo cái công ty của anh, cũng như đây là cái logo của sân khấu kịch Minh Nhí? Tại vì Tường rất là cảm phục những cái người bậc đàn anh của mình. Mà hiện tại mọi người biết á, làm kịch nó không có đẻ ra được một cái lợi nhuận nào cả. Nhưng mà bây giờ vẫn có những cái con người vẫn thầm lặng. Mặc dù nếu người ta không làm cái công việc này, không phải là người ta không có kế sinh nhai, nhưng người ta vẫn chọn nó là
một cái cách duy trì và đang có muốn những cái mong ước gì nó lớn lao hơn nữa, thì ngày hôm nay đây là mời tới đây người thầy. Thì bây giờ anh chia sẻ như thế nào về cái tình hình sân khấu hiện nay, mà tại sao đang cái lúc khó khăn như vậy thì anh lại ra cái sân khấu kịch Minh Nhí? Giới thiệu với quý vị khán giả, đây là cái logo của công ty Minh Nhí và là sân khấu kịch của Minh Nhí. Đây là trên này, quý vị thấy cho em M ở ngoài dưới và N. Và ở đây cái hình giống như con mèo đó quý vị, là tuổi của Minh Nhí. Hồi nãy giờ em mới hỏi anh, ủa sao tự nhiên có hai cái râu nó lại ý nghĩa anh gì? Anh giống con mèo không? Tại, tại vì anh biết sao không? Thường cái sân khấu là ví dụ nó mặt khóc mặt cười hay là gì đó, hay là cái mặt nạ. Nhưng em là không hiểu hai cái râu, à thì ra là tuổi con mèo. Bây giờ em mới hiểu. Tuổi con mèo và cái hình con mèo nó cũng hơi vui vui một tí. Đó, xin cảm ơn Cát Tường rất là nhiều. Thực là muốn khóc hồi nãy. Già lớn tuổi làm như mít ướt á Cát Tường. Cho anh cảm thấy bồi hồi á, anh cảm thấy là thiệt thấy vui trong lòng. Đúng như là em nói là bây giờ cái tình hình sân khấu nó rất là khó khăn. Thật sự mà nói tất cả các sân khấu kịch bây giờ chỉ có một vài sân khấu là bán được vé, còn có một số sân khấu thì bán cũng rất là khó khăn. Nhưng mà cái sân khấu kịch Minh Nhí của anh á, thì cái quan trọng của anh là cái đào tạo. Anh muốn truyền hết tất cả những cái học thuật của anh học hồi xưa ở trường, và tất cả những cái kinh nghiệm anh đi diễn, anh đi làm nghề, anh truyền lại hết cho các bạn trẻ. Những cái mùa thi là đích thân anh phải huấn luyện, phải chỉ cho các bạn nó làm sao cho đúng. Tại vì anh rất là sợ cái đêm thi học kỳ hoặc đêm thi tốt nghiệp mà nghệ sĩ đi xem, hoặc nhà báo đi xem, hoặc là các bạn trẻ đi xem chê là ủa sao dở quá gì vậy, vậy anh rất là sợ. Cho nên là anh không dạy thì thôi, anh dạy anh phải làm cho nó hết sức luôn. Đúng rồi, tới nơi tới chốn. Và thưa quý vị, hồi nãy mới bước vào cổng thôi thì anh Minh Nhí chia sẻ, trời ơi, hôm qua anh phải thức chuốt bài đến 5 giờ sáng cho học trò. Đó là một cái điều mà Tường rất là trân trọng luôn. Và kính thưa quý vị, hết phần 1 đó là phần khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình, thử thách thứ hai dành cho anh Minh Nhí. Và anh Minh Nhí đã hoàn thành xuất sắc được vòng 1, đó là đã ghép được cái bức tranh này trong vòng có 2 phút. Bây giờ phần thưởng dành cho anh đó chính là anh có một sự lựa chọn trong 2, uống cà phê hay uống rượu. Sao anh cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vậy? Nghe chữ, nghe em hỏi là anh muốn uống cái là trong lòng mình nó trời ơi, nói nãy giờ cũng hơi bị khát. Hơi bị khát. Hơi bị khát. Thật sự là em biết không, ngoài đời hiện giờ anh không hề uống cà phê. Và anh cũng không hề uống rượu. Không hề uống rượu. Hồi xưa thì anh uống bia quá trời á, nhớ không? Cho anh rượu đi mấy đứa. Dạ, em kính mời anh ly rượu. Trời ơi. Trời ơi, thiệt á. Thương Cát Tường lắm nha, dắt mồi. Quan sát trong ly rượu, anh nhấp môi mà anh phải tìm kiếm tao có quà ở chổng có mệt ghê á. Đó. Quà gì? Thấy đâu có gì đâu, dòm cũng ráng kiếm cái hột xoàn. Có đâu anh, có đâu anh. Nhìn kỹ, không có cái hột xoàn nào hết bình ơi. Mà có cái chữ nghề hay gì á. Nè. Có. Trong đáy rượu lung linh đều có cái chữ nghề. Là sao vậy? Dạ, đó là chủ đề của ngày hôm nay, em mời anh đến đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề chính ngày hôm nay là nghề dành cho nghệ sĩ Minh Nhí. Và em hỏi anh một chút xíu là ở cái logo của anh á, nó có hai cái bàn tay. Em thấy là một cái trống dưới, nó chữ N đó anh. Một cái trống, một cái đỡ là có ý nghĩa gì không anh? Em hình dung em có nghĩ được gì không? Em thì em nghĩ trong cái cuộc sống mình nó sẽ có những lúc mình có thể ngẩng cao đầu, nhưng mà cũng sẽ có những lúc mình cũng phải là phải thấp xuống dưới, phải lòn xuống dưới. Hai tay mình sẽ làm cái thân bằng, một cái chống trên, một cái chống dưới, thì mình có thể đứng lên một cách vững vàng. Đúng rồi, một ý là như vậy. Một ý khác nữa là đúng, vững vàng. Giống như một cái chân, một bàn tay giống như một cái chân vững vàng, và một cái tay mình sẽ cố gắng mình vươn lên. Thí dụ như mùa dịch vừa rồi đi, thay vì mình ngồi mình buồn bã, tại vì mình ít diễn rồi mình ít được thu nhập đúng không nè, thì mình cũng phải tự nghĩ là rồi nó sẽ có cách hết, rồi nó sẽ phải vượt qua hết, mình phải lạc quan và mình phải tự lo cái bản thân mình, cái sự nghiệp của mình, cái công việc của mình. Thì anh nghĩ vậy. Và bây giờ là thử thách thứ hai của anh Minh Nhí. Kính thưa quý vị, trên tay của Cát Tường đang là một cái sách những cái từ
nhờ thầy sắp xếp những cái từ này lên bảng thành những cái cụm từ có ý nghĩa. Và thầy sắp được bao nhiêu thì chúng ta sẽ nói bấy nhiêu. Trời ơi. Chủ đề của chúng ta là nghề. 5 phút dành cho thầy, mấy đó là mấy cục hít đó thầy, mấy cái mặt con mèo đó. Thầy chỉ việc xếp vô cái chữ gì cái thầy bỏ lên thành một cụm. À, thầy muốn để chữ gì với chữ gì tùy thầy. Thí dụ phải không? Thí dụ như vậy đó hả? À. Thí dụ như vậy đúng không? Đúng rồi. Rồi. Vì ngừng dạy là anh nghỉ dạy đó. Không có. Cái gì vậy trời? Mê đam đó thế là được rồi thấy chưa? Điện gì? Đường điện hả? Đam nè. Đam. Đam. Truyền. Nãy tôi thấy có cái chữ lửa. Lửa này nè. Nãy giờ được mới có một à. Truyền lửa đam mê nha. Rồi à. Diễn. Diễn. Diễn hài. Cái gì? Diễn hài đi đó. Cô định ca. Cô định ca ổn định chứ. Ổn định chứ. Truyền lửa đam mê. Diễn hài ổn định. Diễn hài ổn định. Hát. Ôi mới chưa được nữa nó kìa. Lẹ đi kìa. Sao ai biết đâu. Ghép thêm đi. Hả? Giảng dạy nè. Đó. Giảng. Dạy. Cô. Cô gì? Cô hát hả? Cô đơn hả? Tự nhiên cái cô đơn làm chi? Phải không? Thời gian là còn 30 giây anh làm một. Trong đó anh thích cái nào nhất trong đó? Muốn ngừng hát hả? Thiệt sự già già chứ tôi không ngừng chữ ngừng nha. Không bao giờ ngừng, đừng có kêu anh ngừng nè. Không có ngừng tôi cũng không có cô đơn nè. Không có ngừng tôi cũng không có cô đơn nè. Trời ơi tôi bạn bè nè đó, em gái rồi quá trời nè, bạn bè nhiều lắm. 10 giây. 10 giây rồi hát ca đi. Thử thử hát đi. Đó, đó thích hát rồi đó, rồi thử hát đi. Ủa? Hết giờ. Thì cái khổ ghê, thử hát làm sao trời. Ơi chứ bây giờ hỏi em nè, thử hát với thử ca thì nó cũng vậy. Hay ca thử. Thử ta phải thử thách chứ sao anh vô thử hát. Thử thách thôi, thử thách cái bà thử thách tôi nữa. Hoặc là hát thử đó, đúng không? Đề nghị anh Minh Nhí, hát thử hoặc là thử hát đoạn ơi. Mấy cái này nó có liên quan đến anh. Còn thật sự mấy cái này, mấy cái này giống như... Ngừng là anh dẹp phải không? Ngừng là bỏ dẹp đi. Nè. Cô đọc, cô đơn... Cô Vi đó, bỏ luôn. Cô Vít, trời đất ơi, tôi ghét dễ sợ luôn. Không có dài tấu, anh nên dẹp cái tấu qua bên. Ca. Ca thì mình không phải ca sĩ. Đó, mình cũng thách ai đó. Mình trời. Giờ lớn tuổi ôn hòa, không có thách thức ai. Không? Truyền lửa đam mê là đúng với cái mà hoài bão của anh. Anh luôn luôn muốn là mình càng lớn hơn nữa, mình không có đứng trên sân khấu được nữa, thì những người bạn trẻ, những học trò của anh sẽ tiếp nối con đường đó và đứng trên sân khấu, và gián tiếp các bạn đó cũng sẽ làm cho khán giả nhớ tới anh. Cho nên cái này là cái mà anh thích nhất, truyền lửa đam mê. À, diễn hài. Diễn hài thì hiện giờ anh vẫn còn diễn hài. Có nhiều người hỏi ủa sao không thấy diễn nữa, không thấy diễn hài nữa. Tại vì không có tìm đến đúng cái chỗ mình diễn. Diễn hài ổn định. Ổn định là sao? Là để gần thôi. À, ổn định có nghĩa là cuộc sống của anh bây giờ mình nhìn lên thì mình cũng không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì mình cũng được hạnh phúc. Có nghĩa nhiều người còn khó khăn hơn mình. Anh nghĩ cái ổn định này là do cái sự quá trình phấn đấu của mình từ lúc trẻ mình, hay là ba mẹ mình để lại, hoàn cảnh mình sinh ra là trong trứng nước, hay là do một thân anh tự thân vận động. Em muốn hiểu cái từ ổn định đó từ đâu mà đến. Theo anh nghĩ là khoảng chừng 10 năm đổ lại đây. Thứ nhất là thí dụ như về tài chánh anh cũng không có khó khăn lắm. Yeah. Về công việc anh cũng không phải là phải đau đáu để kiếm từng cái show diễn hay tiếng kìa, không phải. Yeah. Anh ai mời thì anh vẫn làm, anh vẫn trân trọng. Cái nghề anh vẫn là máu lửa, là hạnh phúc. Rồi, em hiểu cái từ đó rồi. Giảng dạy. Giảng dạy thì đó. Thật sự mấy ngày nay là anh có một cái lớp nó thi mà cái chương trình là kịch nước ngoài nữa. Cho nên rất là khó phong cách và cần phải trao chuốt, trao dồi. Và anh đã thức mấy đêm liền. Nhưng mà anh vẫn thấy vui nha. Anh đi dạy anh thấy rất là vui. Thật sự cái dạy của anh nó lại đem cho anh cái nền kinh tế nó ổn định nhiều hơn. Cho nên nhờ cái này thì anh mới có cái thu nhập để anh ổn định và anh vượt qua những cái khác anh không cần. Hát thử thử hát thử thử hát. Trời. Chắc là mọi người cũng biết Minh Nhí không phải là ca sĩ, nhưng mà Cát Tường mới là ca sĩ nè. Bây giờ em hát đi. Thôi trời, chương trình này là em tôn vinh anh chứ không phải là chương trình của em. Thôi giờ hẹn. Hãy. Mình hẹn đi.
anh cũng hy vọng là anh được coi như quay trở lại. Không biết là em còn làm dài dài, anh nghĩ là chắc là chương trình mình sẽ dài. Dạ nó hên xui đó, nó tùy thuộc khán giả đó. Mọi người ủng hộ cho Cát Tường nha. Đăng ký nhấn chuông gì đó nhiều nhiều vô cho Cát Tường có thể tái sản xuất. Và lần sau tới đây thì mình hát hò, mình xông ra, mình tặng cho khán giả. Quý vị hãy chờ sự quay trở lại của nghệ sĩ Minh Nhí nha. Vậy đi, nó có cái sự chờ đợi nha mọi người. Và quý vị có tò mò không? Quý vị có muốn biết là những ước mơ của anh Minh Nhí là gì không? Chúng ta sẽ bắt đầu khám phá nha. Vẫn còn được thương. Sao lại ước mơ là vẫn còn được thương? Đúng rồi. Ai thương? Mọi người. Anh nói em nghe, nghệ sĩ mà nếu không còn được khán giả, không còn được mọi người thương nữa thì mới đúng nghĩa là đi ngủ. Và đi, nếu mà mình đi ngủ thì mình sẽ không còn một cái hoạt động nào hết, và mình cũng không còn tiền để mình có thể gọi là hai cái chữ ổn định hồi nãy anh nói. Anh nhận không? Cho nên là cái ước mơ của anh là có thể là bây giờ khán giả rất là nhiều và khán giả thương rất là nhiều người, nhưng mà trong đó khán giả vẫn còn thương mình. Đó là một cái niềm hạnh phúc. Thật sự là Tường rất là bất ngờ và rất xúc động khi mà thấy cái ước mơ của anh Minh Nhí là vẫn còn được thương. Thường thì mình nghĩ ước mơ là mình sẽ mong muốn đạt được một cái gì đó, ví dụ như là hạnh phúc hay là tiền tài hay là con cái đệ huề hay là cha mẹ hay là bản thân sức khỏe. Em thấy thường thường là như vậy. Nhưng em không nghĩ rằng nó là cái cụm từ vẫn còn được thương. Thì hồi nãy trong những cái lúc chơi game anh lại có nói một cái câu là anh không có cô đơn. Không có ngừng, tôi cũng không có cô đơn nè. Trời ơi, tôi bạn bè nè, đó em gái rồi quá trời nè, bạn bè nhiều lắm. Nhưng mà trong cái vẫn còn được thương này nè, em nghĩ như có những cái khoảnh khắc thì anh có cảm nhận là anh cô đơn thì anh mới sợ mất cái tình thương của mọi người chứ. Không, thật sự mà nói anh dạy rất rất nhiều học trò xa xưa ở trường sân khấu cho tới bây giờ, không biết là bao nhiêu học trò, và cũng có không biết là bao nhiêu học trò nổi tiếng, và cũng có không biết là bao nhiêu học trò phải bỏ nghề. Có rất là nhiều học trò luôn luôn nhớ tới anh, cho nên là không cô đơn. Rồi có những học trò cũng không nhớ tới anh. Đó, cái đó là cuộc đời. Dù cho mình có giàu cỡ nào hay dù mình có nhiều show cỡ nào, nhưng mà đến một lúc nào đó mà khán giả hay tất cả mọi người quay lưng lại và không còn thích mình nữa, không còn thương mình nữa, thì coi như là thì mình coi như là mình ngủ. Hồi nãy anh dùng từ ngủ đó. Em hiểu không? Ngủ. Cho nên phải gìn giữ làm sao cho nhiều người đến một cái giai đoạn nào đó người ta vẫn thương mình. Có những cái câu mà khán giả nhắn cho anh rất là vui, là ví dụ như chú là cả một bầu trời tuổi thơ của con luôn luôn yêu mến chú. Đó là cái hạnh phúc. Dù bây giờ con đã 50, 40 gì thì tự nhiên những cái đó cái mình cảm thấy những cái này mới là quan trọng. Thứ hai đó chính là khỏe. Sao lại là khỏe? Anh đang không khỏe hả? Không có. Anh đang rất khỏe và em muốn khỏe hoài. Cái khỏe này anh nghĩ là không phải riêng mình anh. Tất cả mọi người ai cũng mong là mình khỏe, nhất là trong cái giai đoạn này. Anh mong là mình khỏe và mong tất cả mọi người đều khỏe. Thực hiện được hoài bão, phải khỏe mới thực hiện được cái hoài bão của mình, đúng không anh? Và cái hoài bão lớn nhất của anh hiện giờ là gì? Anh cũng hy vọng là từ đây đến cuối đời mình có thể thực hiện được. Là cái gì ạ? Anh muốn thực hiện một cái trường tư thục nghệ thuật. Hiện giờ là sân khấu của anh, công ty của anh chỉ là mặt lò thôi. Mình được phép dùng từ là lò đào tạo thôi, chứ không thể nói là cái trường hay là cái gì hết. Mà muốn mở được cái trường này có những điều kiện gì không anh? Điều kiện cơ bản là em phải có cơ sở vật chất cái đã. Em phải có cơ sở vật chất, cái quy mô của trường. Ví dụ như một miếng đất lớn, rồi phải có sân khấu, rồi phải có nhiều cái phòng quay, phòng dựng, phòng mua đất học, chưa phòng... Hả? Mua đất chưa? Nó xa quá em. À chưa nó hả? À, mua đây. Có nghĩa là đất có nhưng mà nó xa quá. À nó nếu xa. Mà mình mở cái trường ai tới học, quá xa ai tới học, em hiểu không? Trung tâm thành phố thì ở đâu ra miếng đất nó lớn thì có. Cho nên là từ từ biết đâu cái duyên gì đó. Mơ ước này là cách đây mà phải 20-30 năm rồi, và càng ngày nó càng nung nấu mình. Anh cũng đang thực tập, có nghĩa là cái sân khấu kịch từ cái lò trước đây là đang thực tập, và anh đã biết được cách làm như thế nào. Khi mà mình mở cái trường tư thục, chắc chắn mình phải có đầy đủ những cái chức năng của nhà nước công nhận và giấy phép, bằng giấy phép giáo viên, có trình độ, rồi phải có cái các bộ môn, ví dụ như vậy. Chắc là mình phải cố gắng để biết đâu có một nhà gọi là không mạnh thường quân, mạnh thường quân yêu cái nghề của mình, cùng hợp
tác với anh thì mở ra làm sao, đúng không em? Ờ, cái điều này thì thật sự nếu mà anh Minh Nhí mà thực hiện được cái điều này thì thật sự là rất rất là ý nghĩa cho tất cả những cái người mà có cái sự đam mê nghệ thuật, cho tất cả các bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì thật sự là Cát Tường rất rất là cảm ơn anh luôn đã dành cái thời gian, mặc dù là đó đã thức cả đêm nhưng mà vẫn dành thời gian đến chia sẻ với Tường. Khán giả cũng đã thấy là Minh Nhí rất là vui, thật sự có nhiều cái bất ngờ rồi, có nhiều cái nó làm cho mình xúc động. Anh chúc cho Cát Tường nè luôn luôn sức khỏe, và đặc biệt là chúc cho cái chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường cũng như kênh YouTube của Cát Tường càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng rằng quý vị khán giả cũng đã lắng nghe những chia sẻ, những thông điệp của nghệ sĩ Minh Nhí gửi tới cho tất cả các bạn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Hẹn Hò cùng Cát Tường ngày hôm nay. Một lần nữa cũng cảm ơn anh Minh Nhí đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn anh. Minh Nhí xin trân trọng kính chúc tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay cùng với gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh và nhiều tiền. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau nha. 18:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Một lần nữa cảm ơn công ty Thiên Nhiên Việt đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại.